Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 3 2023. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng các thành viên. Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể giảm 762 vụ tai nạn giao thông, giảm 484 người chết và giảm 214 người bị thương đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Bên cạnh đó, số vụ ủng tắc giao thông trong các dịp cao điểm cũng được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơ nới thùng thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản việc tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt kiểm tra đồng đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Kiểm tra đồng đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 được kiểm tra quyết liệt. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý trên 1,6 triệu trường hợp vi phạm, trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 3.200 tỷ đồng, tước hơn 328.000 giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 530.000 phương tiện các loại. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý khai thác kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng. Riêng tại Bình Dương trong 6 tháng đầu năm 2023 đã xảy ra 234 vụ tai nạn giao thông, giảm 97 vụ, tương ứng 29,31%. Công an tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện phương án phân luồng giao thông theo giờ theo tuyến đối với một số đoạn tuyến đường trọng điểm, thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp giao thông giờ cao điểm trên kênh FM 92,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương nên tình hình ủng tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 13, Mỹ Phước Tân Dạng, DT743, DT747 đã từng bước được khắc phục, qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả về tăng cường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ủng tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 nhằm đạt được mục tiêu đặt ra là trong năm 2023 kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022.